Chào quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony sáng thứ sáu ngày 5 tháng 5 năm 2023. Chúc quý vị một ngày thứ sáu an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Gây cấn rồi quý vị nhé. Ồ ạ, 19 máy bay ném bom chiến đấu của Mỹ đã tới sát nhà chú Buri. Vì sao? Tại sao? Nội dung thứ hai, Trung Cộng lại một lần nữa tung máy bay không người lái, máy bay quân sự ồ ạt bao quanh Đài Loan. Vì sao? Tại sao? Và nội dung cuối cùng nó liên quan tới cái kế hoạch trả thù của chú Buri. Vào ngày hôm qua, sau khi Điện Kremlin bị tấn công và cái nóc nhà bị hư, thì bây giờ chú Buri đang lên kế hoạch để trả thù. Vì sao? Tại sao? Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của quý vị đến với tất cả mọi người. Và quý vị nào chưa bấm nút đăng ký kênh thì please bấm nút đăng ký để quý vị nhận được những cái video mới nhất trong channel của Tony Lê nha. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, nó liên quan tới eo biển Đài Loan. Bây giờ hình như trên cái trái đất của chúng ta không có nơi nào mà nó được gọi là yên bình hết quý vị ơi. Đây, trong lúc tại châu Âu dầu sôi lửa bỏng, thì bây giờ ở eo biển Đài Loan, chủ tịch tập Trung Cộng lại tiếp tục làm cái điều này nữa. Trong suốt thời gian vừa qua, rầm rộ máy bay chiến đấu ném bom tàu chiến của Trung Cộng đã ồ ạt áp sát Đài Loan và bao vây Đài Loan và đóng cửa không phận này nọ kia, đúng không? Rồi bây giờ vào ngày hôm qua, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết rầm rộ máy bay không người lái trinh sát tầm xa BGK-005 của quân đội Trung Cộng đã bay vòng quanh hòn đảo Đài Loan và coi như áp sát vào cái hòn đảo này và đã xâm phạm qua cái vùng không phận của Đài Loan. Và đây là lần thứ hai máy bay quân sự của Trung Cộng đã bay áp sát Đài Loan, bao vây Đài Loan trong cái tuần lễ này đó quý vị. Một tuần lễ mà hai lần đây. Cũng như cái mộng của chủ tịch tập đã nói là trước khi ông ta về giường, về hưu, về trời thì ông ta phải thực hiện cái giấc mộng đó là thống nhất Đài Loan. Cho nên giám đốc tình báo của Mỹ đã nhiều lần cảnh báo nước Mỹ là phải cẩn thận của lửa, tại vì cái chuyện Trung Cộng xâm chiếm Đài Loan là cái chuyện sẽ xảy ra, nhưng không biết ngày giờ nào thôi quý vị nhé. Thì rầm rộ máy bay không người lái TB-001 BGK-005 của Trung Cộng đã bay vòng quanh Đài Loan và nó đã áp sát và nó đã xâm phạm vào cái vùng không phận của Đài Loan. Lại một lần nữa, chủ tịch tập muốn gì đây? Gây khẩn quá. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Nó cũng liên quan tới máy bay ném bom mà kỳ này là do Mỹ tung ra đây quý vị nha. Thì trong suốt thời gian vừa qua, chú Buri làm mây làm mưa làm gió làm bão ở châu Âu, và chú ta đã coi như hăm dọa rất là nhiều lần châu Âu, Mỹ, NATO này nọ kia tối bụi hết. Đây, trong suốt thời gian vừa qua, Mỹ, NATO đã lên kế hoạch và đang trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu nếu bất kỳ một cái viên đạn nào của chú Buri mà lọt vào cái lãnh thổ của bất kỳ một cái thành viên NATO, đúng không? Rồi thì theo như cái trang báo Avia Pro ngày hôm qua cho biết, Mỹ đã bắt đầu kế hoạch điều động 19 máy bay ném bom của lực lượng không quân tới đóng đô tại căn cứ không quân ở Ba Lan. Ok, đây là một cái nước láng giềng mà sát vách nhà chú Buri luôn, và cái nước Ba Lan này là thành viên của NATO. Rồi đây là một cái động thái nhằm tăng cường sự hiện diện của Mỹ ở tại khu vực Đông Âu và qua đó kiềm chế cái chuyện hung hăng của chú Buri. Và đây là một cái chiến dịch quân sự đặc biệt, ok, mà Mỹ và NATO đang lên kế hoạch. Rồi trong suốt thời gian vừa qua thì Mỹ cũng đã
lập những cái căn cứ quân sự rầm rộ ở Ba Lan quý vị nha. Thì có khoảng 152 xe chiến đấu bộ binh và rầm rộ những cái lựu pháo M109 và 5.000 binh sĩ, 87 xe tăng, 45 xe bọc thép. Nói nôm na rất là nhiều đồ chơi của Mỹ đã dồn dập tới Ba Lan, sát vách nhà chú Buri, rút rệt một cái thì coi như là bụp liền đó quý vị ơi. Thì đây cũng là một cái thông tin mà gây cấn và căng thẳng cho loài người chúng ta. Tại vì bây giờ chú Buri, chú nhất quyết phải thắng cái trận chiến tại Ukraine. Hai bên quánh nhau mà không bên nào chịu thua hết. Vậy ai thua đây? Chúng ta thua, loài người thua, nhân loại thua. Tại vì ông chú Buri, ông cứng đầu, ông không chịu thua, ông không chịu rút quân về. Mà bên phía Zelensky cũng không chịu mà đưa lãnh thổ cho chú Buri. Cho nên hai ông này, ông nào cũng cứng đầu, rốt cuộc lại ai mềm? Nhân loại chúng ta mềm, nhân loại chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề đó quý vị nha, ghê cẩn quá. Thì cũng như chúng ta đã biết, trong suốt thời gian vừa qua một năm mấy, hàng chục triệu người đã bỏ của chạy lấy người, không riêng gì vì người dân Ukraine mà cả luôn người dân Nga nữa. Người ta sợ chú Buri bắt đi lính, cho nên người ta đã tuôn ra khỏi nước Nga, rầm rộ trốn đi đó quý vị ơi. Và đó là cái nội dung thứ hai. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba. Kế hoạch trả thù của chú Buri, người đứng đầu Moscow, người đứng đầu nước Nga. Đây, trong suốt thời gian vừa qua, chú Buri chú ngồi chõm chệ trên cái ghế 20 mấy năm, và chú chưa bao giờ nếm cái mùi coi như là bị tấn công, bị quánh, bị này, bị nọ, bị kia, đúng không? 20 mấy năm vừa qua, toàn là chú đem quân đi quánh người ta không. Nhưng cách đây 48 tiếng đồng hồ, cái nóc nhà của chú Buri, cái điện Kremlin á, đã bị hai máy bay không người lái, nó đã làm cho hư hại và nó đã bể nóc nhà. Ok, rồi. Vào ngày hôm qua, trong bài phát biểu tại nước Mỹ, đại sứ Mỹ, đại sứ của Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonio đã chỉ trích Ukraine về hành động tấn công khủng bố vào cái điện Kremlin. Hiện tại bây giờ thì bên phía Nga đang đổ thừa là do Ukraine làm, và đổ thừa Mỹ là người đứng sau lưng xúi dục Ukraine làm cái chuyện này. Ok, nhưng đổ thừa thôi, nhưng mà không đưa ra bằng chứng, không đưa ra một cái chứng cứ gì hết. Ai tin, không ai tin. Ok, rồi, rồi. Cho nên vào ngày hôm qua, ông đại sứ Anatoly Antonio cho biết là chú Buri sẽ tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào Ukraine. Và bây giờ thì chú Buri đang lên kế hoạch để trả thù, và kỳ này có thể chúng ta sẽ dùng tới những cái vũ khí hạng nặng, ví dụ như là bom hạt nhân loại nhẹ, loại medium, nôm na là như vậy. Nước Nga chắc chắn sẽ đáp trả hành động tấn công khủng bố này. Chúng tôi sẽ đáp trả ngay khi cảm thấy phù hợp. Màn đáp trả sẽ dựa trên những đánh giá về mối đe dọa mà Kiev đã gây ra cho cái người đứng đầu của nước Nga. Đó là những gì mà ông Anthony Tonio đã chia sẻ vào ngày hôm qua. Bên cạnh đó thì ông đại sứ Antonio cũng chỉ trích nước Mỹ là đã bao che cho hành động tấn công của Ukraine. Ok, nói nôm na là bây giờ bên phía Nga cứ đổ thừa là Ukraine làm cái chuyện đó, đổ thừa nước Mỹ đứng sau lưng là người xúi dục. Nhưng quý vị nhớ kỹ nha, trong suốt một năm mấy vừa qua, chú Buri đã nhiều lần dựng lên những cái kịch bản để làm gì, để có cái cớ để quánh Ukraine, để tấn công Ukraine và á sờ tổng thống Zelensky cả chục lần rồi. Kể từ ngày đầu tiên chú Buri khởi động cái cuộc xâm lăng là ông tổng thống Zelensky đã trải qua cả chục lần bị á sờ hụt. Ok, rồi bây giờ sau khi mà cái vụ này xảy ra thì rầm rộ những cái người đứng đầu trong nước Nga đã kêu gọi phải á sờ ông tổng thống Zelensky và phải này nọ kia ngay lập tức, và nó nôm na là đây có thể là một cái kịch bản mà bên phía Nga dựng ra để làm gì, để có cái lý do để dùng cái hạt trong cái đất nước Ukraine là điều thứ nhất. Điều thứ hai, theo như các nhà chính trị gia cho biết, có thể là do những người cái nhóm mà trong nước Nga, người ta không có ủng hộ chú Buri, người ta mệt mỏi vì cái trận chiến này một năm mấy vừa qua. Những cái người mà không có theo chính quyền của chú Buri á, trong nước Nga đó, mình gọi nôm na là những cái nhóm người mà nổi loạn đi, mình gọi là như vậy đi, làm cái chuyện này, chứ không nhất thiết phải là do Ukraine hay Mỹ làm cái chuyện này quý vị nhé. Tổng thống Zelensky cũng đã đăng đàn và
đính chính là ông ta không có làm cái chuyện này rồi. Rồi, sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ sáu, tôi được cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine, eo biển Đài Loan và tình hình của đất nước Mỹ. Tôi được cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian buổi báo để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chiếu bình luận để chia sẻ kiến của quý vị nha. Have a good day. Thank you.